Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một thông tin cực nóng, vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh bị tấn công dữ dội sau khi có kết luận từ Bộ Công an là vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên và cầu thủ Công Vinh có ăn chặn nhưng không bị khởi tố. Tái xuất làng nhạc Việt với một ca khúc Xuân Vui Tươi tự sáng tác nhưng sản phẩm mới đây của nữ ca sĩ Thủy Tiên lượt view thì lẹt đẹt vài view và fan còn để lại bình luận gây sốc Đặc biệt hơn là Antifan nhấn mạnh giọng hát của nữ ca sĩ Thủy Tiên này quá dở và không thể là một ca sĩ chuyên nghiệp. Trong khi đó, việc ăn chặn từ thiện của cặp đôi vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên và công vinh này đã là quá rõ ràng, nhưng không biết cặp đôi vợ chồng này đã ít y gì với Bộ Công an và cơ quan điều tra thế nào mà đến nay cặp đôi vợ chồng này vẫn không bị khởi tố. Điều này đã khiến cho anti fan bức xúc và tấn công cặp đôi vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh một cách dữ dội, khiến cho nữ ca sĩ này không còn thấy xuất hiện. Mới đây, khi trở lại sân khấu âm nhạc, nữ ca sĩ Thủy Tiên vừa xuất hiện trở lại trong một chương trình âm nhạc với chủ đề Xuân 2022 sau một thời gian dài vắng bóng trên sân khấu. Vì nhiều lý do mà trong đó lý do cơ bản nhất là ăn chặn tiền từ thiện bất thành nên cặp đôi này đã quá buồn bã trong thời gian vừa qua, nữ ca sĩ Thủy Tiên ra mắt ca khúc nhạc Xuân Vui Tươi sáng tác kết hợp với vũ đạo, múa quạt, múa lửa, múa xe khiến cho người dân mãn nhãn vô cùng về màn ăn chặn tiền từ thiện trong thời gian vừa qua và mang đậm không khí rồn ràng cho mùa xuân. Mặc dù đã rất đầu tư và số tiền đầu tư lên đến hàng tỷ hàng tỷ đồng, nhưng hiện sau một ngày ra mắt thì lượt xem ca khúc chỉ thu về được có 25.000 lượt người xem. Đây là một lượt view khá thấp so với vị trí của một người nổi tiếng như cặp đôi vợ chồng, nữ ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh. Và đây là một thành công hoan hô cho những người dân trong nước trong thời gian vừa qua đã nhìn thấy bộ mặt thật của đám nghệ sĩ ăn chặn này. Và đến đây thì người dân đã quyết định tẩy chay đám nghệ sĩ bẩn bựa này một cách quyết liệt với một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng với lượt view 25.000 view thì chỉ thu được vài đồng bạc lẻ trong khi số tiền bỏ ra là hàng tỷ đồng để đầu tư cho một MV mới. Đây là một thất thu thực sự rất là lớn đối với đám ca sĩ bẩn này. Và chắc chắn trong thời gian sắp tới, cái giá mà bọn chúng phải trả chưa phải dừng lại ở đây. Không chỉ thất bại về lượt người xem, nữ ca sĩ Thủy Tiên này còn có nhiều bình luận gây sốc từ trên các trang mạng xã hội. Cộng đồng anti-fan vẫn không dừng lại câu chuyện của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Rất nhiều bình luận mỉa mai, nữ ca sĩ vì các dư âm ồn ào ăn chặn tin từ thiện gây sóng gió suốt thời gian vừa qua. Không muốn xem luôn, mãi là anti của chị. Về nghề chính đi, phải đi hát Thủy Tiên được thả rồi hả? Đó chính là một số bình luận của khán giả trong thời gian vừa qua. Trước đó, Bộ Công an đã có thông báo kết luận là nữ ca sĩ Thủy Tiên cùng với nam ca sĩ là thợ học cắt tóc rái tai đổi đời Đàm Vĩnh Hưng, ông nam MC Trấn Thành bố đời và ông nam MC An Chặn, tiền từ thiện đại nghĩa và mẹ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà là bà Nguyễn Thị Hương, không có dấu hiệu gian dối trong khi họ đã cố là có dấu hiệu gian dối và gian dối một cách rõ ràng nhưng Bộ Công an lại đưa ra kết luận là không có dấu hiệu gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Dù đã có kết luận chính thức từ Bộ Công an, nhưng những hình ảnh của ba nữ ca sĩ Thủy Tiên và cầu thủ Công Vinh và nam MC Trấn Thành, nam ca sĩ Vùng Đất Cấm và MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Rất nhiều cư dân mạng trong thời gian tới sẽ không để yên cho đám ca sĩ này. Nữ ca sĩ Thủy Tiên thừa nhận, trong thời gian vừa qua do bị vụ oan xúc phạm danh dự nên gia đình của nữ ca sĩ này gặp khá nhiều khó khăn trong công việc và bị ảnh hưởng rất nhiều. Thế nhưng công việc của bà bị ảnh hưởng như thế nào, cư dân mạng và người dân trong cả nước không bao giờ quan tâm đến. Việc cư dân mạng và những người yêu chính nghĩa của chúng tôi quan tâm đó là kết quả điều tra của bộ Công an. Tại sao lại đưa ra kết luận như thế trong khi hành động an chặn tiền từ thiện của cặp đôi vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh là đã quá rõ ràng cư dân mạng trong nước cho đến ngoài nước cho đến giờ phút này đây vẫn yêu cầu Bộ Công an công bố rõ ràng số tiền 4,2 tỷ đồng mà cặp đôi vợ chồng nữ ca sĩ này đến giờ phút này khi đi làm từ thiện tại tỉnh Quảng Trị. Đến giờ phút này số tiền trinh lịch chưa tìm tra là nó đang nằm ở đâu và đang nằm trong tay ai. Phải chăng số tiền này là Bộ Công an muốn ăn chặn hối lộ nên mới không cho vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên và công vinh này bị khởi tố. Ngay sau khi kết quả điều tra từ cơ quan điều tra, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bằng các bộ ảnh quá nàng thơ cùng với cách chia sẻ đủ nắng hoa xe nở, đủ ăn chặn, tiền từ thiện nhiều, lịch sẽ bóc mãi và trái cấp. Đây cũng là lần hiếm hoi. Nữ ca sĩ này chia sẻ các hình ảnh về cá nhân sau một loạt tin đồn từ thiện trong thời gian vừa qua. Sau khi vướng vào ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, thì cặp đôi vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh bắt trước tên nghệ sĩ Hà Hoài Linh là để ăn chặn tiền từ thiện xong rồi bỏ trốn sau khi đã bỏ trốn bất thành khi bị cư dân mạng réo tên liên tục trong thời gian suốt gần một năm qua cặp đôi vợ chồng nữ ca sĩ thủy tiên công vinh đến giờ phút này vẫn chưa thể lại chứng minh là mình trong sạch và minh bạch trong khi đó thì thời gian vừa qua bộ công an đã đưa ra kết luận là không khởi tố vụ án vợ chồng nữ ca sĩ thủy tiên công vinh đã khiến cho cư dân mạng bức xúc lại càng thêm bức xúc hơn trước đây thì cư dân mạng lại đào thêm những phát ngôn về tiền của vợ chồng nữ ca sĩ thủy tiên và công vinh đã khiến cho mọi người phải nực cười khi nhắc đi nhắc lại những lời nói của nữ ca sĩ thủy tiên này thì cư dân mạng lại vẫn là xem những lời thị phi. mới đây những thị phi xoay quanh nữ ca sĩ Thủy Tiên chưa có dấu hiệu dừng lại. khi mới đây cư dân mạng lại tiếp tục đào lại những phát ngôn của là bà này về chuyện làm từ thiện. hôm ngày 17 tháng 9 vừa qua cặp đôi vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đã ra ngân hàng là công khai sao kê là 18.000 trang sao kê tại ngân hàng minh bạch số tiền hơn 178 tỷ đồng quyên góp tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung. Mặc dù đã công khai sao kê nhưng sau đó thì vấn đề này lại là một trò cười cho thiên hạ, đặc biệt là các giấy xác nhận mà vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh tuyên bố là có dấu mực đỏ của chính quyền địa phương xác nhận. Sau khi được cư dân mạng phát hiện ra và Bộ Công an tiến hành vào cuộc điều tra thì số tiền liên quan đến cặp đôi vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh liên quan đến rồi các giấy xác nhận này là không đúng sự thật. Cư dân mạng lại đặt ra một câu hỏi, liệu có vấn đề gì trong việc là cặp đôi vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh trong giấy xác nhận tại các cơ quan chính quyền địa phương hay không? Theo đó thì, Thủy Tiên này đã từng chia sẻ lý do là muốn tự mình làm từ thiện để không mất một đồng nào từ những người đã tin tưởng mình. Thủy Tiên nói qua một tổ chức thì rất là phụ thuộc và phức tạp, mình không thể kiểm soát được. Do đó, một số tổ chức từ thiện họ đã lấy 20% làm phí vận hành tổ chức, thà tự bỏ thời gian và cực nhưng tự tay làm để đảm bảo không mất đồng nào của mọi người đã đặt niềm tin gửi gắm vào mình bản ạ. Tiền còn kiếm được, chứ tình cảm thì khó lắm có tiền người ta gửi mình một đồng cũng rất là nặng, mang làm sai là mang tội. Mình nghĩ pháp luật cũng có cái tình, cái lý mà làm theo cái tình là lá lành đùm lá rách. Như sách giáo khoa, mình đã học ở trường không gì sai thì mình không sợ, thế nhưng không gì sai thì mình không sợ mà trong thời gian vừa qua, vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đã ở ấn suốt gần một năm và khi có kết luận của Bộ Công an thì đã gáy o o, nhưng khi có kết luận của Bộ Công an cư dân mạng vẫn lại phát hiện ra rất nhiều vấn đề xyz của cặp đôi vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh liên quan đến việc là điều tra của các cơ quan chức năng liên quan đến cặp đôi vợ chồng nữ ca sĩ này mới được qua khỏi cửa ái sau khi về thì đã bị cư dân mạng gây ra áp lực tới tấp. Mới đây thì nữ ca sĩ Thủy Tiên lại tiếp tục chia sẻ là tiếp tục làm từ thiện nhưng mà bằng tiền cá nhân chứ không kêu gọi quyên góp nữa cư dân mạng chia sẻ đoạn clip nữ ca sĩ thủy tiên chia sẻ xoay quanh chuyện tiền nong cụ thể thủy tiên chia sẻ về việc nằm mơ thấy một đống tiền tiên từng nằm mơ thấy người ta cho mình một đống tiền nhưng mở mắt ra dậy không thấy tiền đâu hết nó giống như là trong đời sống hiện tại của mình bản thân nổi tiếng nhiều có nhiều tiền rất giàu nhưng mà khi chết đi thì có mang theo được đâu giống như là mình thấy một giấc mơ không có thật vậy và đúng quả thật như giấc mơ của bà Nữ ca sĩ Thủy Tiên trong thời gian vừa qua, khi mà mình ăn chặn tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân, nhưng thực tế số tiền này nuốt không trôi, thì Thủy Tiên đã nuốt là chút tiền lãi gần 5 tỷ đồng vào cổ họng. Nhưng mà khi có chuyện bóc phốt của nữ đại gia CEO Nguyễn Phương Hằng, live stream trên cộng đồng mạng bức xúc dữ dội, thì cặp đôi vợ chồng này đã phải nhả ra nhanh chóng tống khứ số tiền lãi gần 5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để mục đích nhằm thoát tội. Tiếp theo đó, trong lúc nữ ca sĩ Thủy Tê này rắc đường phèn cho những con kiến ăn ở ngoài sân, một đoạn hội thoại giữa là công vinh Thủy Tiên cũng được dân tình khai quật lại. Đúng rồi, như rất cục đô la trên đầu của nó vậy. Đó, có một chút xíu đường này nè, mà nó cũng ăn có bao nhiêu đâu, nhưng mà mình cho nó ăn có chút xíu, tụi nó sẽ mừng lắm tha về tổ giống như mình rất cục tiền là tha về nhà liền giống như mình rất cục tiền của các mạnh thường quân gửi vào tài khoản cá nhân là tha về nhà liền nhưng lạ thay số tiền này nuốt không trôi nên đành phải nhà trả cho ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam kính thưa quý vị mời đây. Trang FC chính thức của Thủy Tiên đã đăng tải video được cắt ra từ chương trình thời sự của VTV, ghi lại phát ngôn của đại diện Bộ Công an về kết quả xác minh đối với các đơn thư tố cáo, ca sĩ Thủy Tiên và một số nghệ sĩ trong việc làm từ thiện. Ngoài ra, phía Thủy Tiên còn viết, vậy là ngân hàng không hề có 320 tỷ như giấc mơ. Phía dưới bình luận, nhiều fan liền là réo tên nữ CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng vì bà là người khơi mào vấn đề sau kê từ thiện. Ngoài ra trên sóng live stream, bà Hằng nhiều lần nói là mơ thấy Thủy Tiên nhận được số tiền quyên góp với con số hơn 320 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là một thông tin một chiều và chưa có căn cứ xác định. Kể từ sau khi kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung năm 2020, vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh vướng vào ồn ào không minh bạch rõ ràng, thậm chí còn có tin đồn Công Vinh Thủy Tiên kêu gọi được 320 tỷ, 700 tỷ nhưng chỉ công bố hơn 177 tỷ và ăn chặn tiền từ thiện. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đã đến tận ngân hàng in 18 000 trang sau kê với số tiền hơn 177 tỷ đồng, quyên góp như đúng lời hứa trước đó. Sau đó, và cả hai cùng luật sư đại diện đứng trước chi nhánh ngân hàng phát trực tiếp lên trang cá nhân và trần tình với khán giả về số tiền từ thiện. Cựu là cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng tuyên bố sẽ khởi kiện những cá nhân vu khống vợ chồng anh ăn chặn tiền từ thiện để lấy lại danh dự cho bản thân. Tối cùng ngày, vợ chồng cầu thủ quê Nghệ An đã công bố file sau kê hai số tài khoản của Thủy Tiên lên mạng xã hội, trong đó một tài khoản là của nữ, ca sĩ dùng để chi tiêu cá nhân và một tài khoản dùng để quyên góp tiền từ thiện ủng hộ từ thiện. Thủy Tiên nhấn mạnh, tổng báo có nghĩa là số tiền quyên góp có nhận được là 177 tỷ 520 triệu 495 816 đồng, không hề có con số 320 tỷ hay là 700 tỷ như tin đồn đoán. Trên đây là những nội dung mà Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV muốn gửi tới cho quý vị. Còn thời lượng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất và chính xác nhất gửi cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Mến chào và hẹn gặp lại!